Xin chào mọi người, hôm nay mình giới thiệu một món mình rất là thích. Mình thường giống con nít ấy, thích các món chiên. Đây là món khoai tây, mình sẽ làm khoai tây. Mình mua 1 ký khoai tây, 1 túi lưới như thế này, cùng với 1 túi bột bắp. Bây giờ mình sẽ làm, không những mình làm để mình ăn liền, mà mình có thể để trong tủ đông. Và mình khi mình ăn, mình sẽ đem chiên lại mình ăn, cũng rất là tiện nha. Khoai tây thì bây giờ các bạn sẽ gọt vỏ. Sau khi vọt xong mấy cái hốc bắp, các bạn quay mấy cái tai của cái gọt hai lưỡi đó, các bạn có thể lấy ra được. Để cho khoai tây nó không bị đen trắng mà bớt ăn thì mình sẽ dùng một ít nước, sau đó mình pha với muối. Để sau khi mình gọt khoai tây xong á, mình sẽ cho thẳng vào luôn trong nước muối, nó vừa trắng vừa sạch, đỡ bị han. Bây giờ các bạn rửa cho thật sạch phần đất là mình làm dính vào ấy. Còn lại những cái mắt này các bạn có thể tùy ý lấy ra, có thể dùng dao hoặc dùng cái phần tai của gọt hai lưỡi. Các bạn đang xem video trên kênh Con Ba Bỉnh, hãy like, share và subscribe kênh. Đừng quên nhấn chuông tất cả để nhận thông báo khi mình đăng video mới nhất tại lên vào thứ tư và thứ bảy hàng tuần. Rồi gọt xong, rửa sạch, các bạn để ráo được qua một bên nha. Giờ mình sẽ đem đi cắt. Các bạn có thể cắt múi cau, cắt thẳng hoặc là cắt hình sóng được nha. Tùy mọi người, tùy theo cách mà mình thích làm, nhanh là được. Đây, các bạn có thể chấm sẵn như thế này, hoặc là có thể cắt thẳng cũng được, cũng không có gì. Nhưng mà mình thích ăn sẵn này thì khi chiên nó sẽ độ giòn, nó sẽ giòn hơn cho nó tăng cái tiếp xúc á. Mà cắt thẳng thì nó sẽ nhanh hơn. Ngoài ra thì các bạn có thể cắt muối cau. Cắt muối cau thì rửa sạch cái vỏ xong để yên vỏ luôn thì mọi người cắt muối cau sau đó chiên. Nhưng mà cái phần chiên muối cau đó thì nó sẽ ít bột, ít giòn hơn. Rồi bây giờ mình sẽ làm hết cái phần khoai tây này, mình sẽ cắt sợi hết nha. Thường thì mọi người cố gắng cắt sao cho nó bằng nhau để khi mình luộc và mình chiên á, nó thời gian đồng đều nhau. Để luộc thì bây giờ mình sẽ cho thêm một ít muối vào phần nước luộc, nước sôi, mình sẽ thả khoai tây vào. Nước sôi lạnh rồi mình sẽ thử khoai tây nó chín rồi. Mình luộc đúng 8 phút khoai tây nó chín thì mình tắt bếp, mình cho ra ngoài. Giờ mình bắt xuống, mình đổ nước đi và mình giữ lại khoai tây nha. Để ráo, sau đó mình cho thẳng vào trong tủ lạnh để cho nó nhanh nguội. Nó sẽ ráo và nó không có bị gãy. Bây giờ mình sẽ rắc đều bột bắp ra một cái thau hoặc là một cái mâm cũng được nha mọi người. Mình sẽ rải khoai tây vào để mình lăn bột sao cho nó phủ đều và nó phủ mỏng là được. Bột bắp nó có công dụng làm cho cái khoai tây của mình nó giòn xốp hơn. Sau khi chiên cái vỏ ở ngoài nó có bột bắp nó sẽ giòn, còn bên trong khoai tây nó sẽ bùi bùi mềm mềm. Thường thì để khoai tây nó giòn thì mình sẽ chiên 2 lần, hoặc là nếu mọi người có nồi chiên không dầu thì chiên nó sẽ rất là đỡ tốn dầu và ít tiếp xúc với dầu hơn. Còn mình không có nồi chiên không dầu thì mình sẽ chiên bằng chảo chống dính bình thường, mình sẽ chiên 2 lần. Đây là lần đầu tiên mình sẽ chiên nhỏ lửa, chiên cho khoai tây nó phủ được cái lớp bột bắp và nó giòn sơ. Lần thứ hai mọi người muốn ăn thì mọi người chiên lại. Đây là cái dĩa mà mình sẽ để hôm sau, mình để đông, hôm sau mình chiên. Còn cái phần dĩa vàng này thì mình chiên luôn, mình ăn luôn bây giờ. Các bạn ăn thì có thể chấm cùng với tương ớt và mayonnaise cực kỳ ngon. Khi ăn thì mọi người rắc thêm một ít muối và ớt bột lên khoai tây, sau đó các bạn xóc đều thì khoai tây nó sẽ có vị cay cay mặn mặn cực kỳ ngon nha. Mình rất là thích những món chiên này, nhưng mà mình cũng phải hạn chế về ăn đồ chiên nhiều á, không tốt cho sức khỏe. Nhưng mà lâu lâu mình phải luôn chiều bản thân một chút để cho nó có cái động lực để hoàn thành những cái deadline trong cuộc sống nha. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình.